trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay em có sang bên Hưng Yên nâng cấp cho anh Khương một chiếc vang số cao cấp của DB Aquatic là S750. Đây, bọn em đã gần đến nhà của anh Khương rồi đây. Anh Khương anh đang dẫn đầu của, dẫn đường cho bọn em đây ạ. Tí nữa em vào trong nhà em sẽ quay không gian và cấu hình bộ dàn nhà anh ấy nhá. Các bác nhá. Vào đến nhà bác chủ đây. Các bác cùng theo chân em vào nhà bác chủ để xem cấu hình của bác ấy nhé, để không gian cho bác ấy nhé. Này, nhà anh em dùng một đôi phun ba mươi của Đôi Mút này, chắc là anh Đôi Mút này chắc là anh mua bên Bảo Châu. Đây cấu hình tủ máy nhà anh ấy đây, một chiếc mic này và một chiếc van cơ lai số của Bika sao này, một chiếc đẩy Bika này, hai kênh này, này các bác cùng xem được quá nhá. Đây, không sao nhà bác đấy đây, nhưng mà phòng này cũng quang, hơi quang các bác. Bắt đầu em vào em sẽ đấu lối ghép cho các bác, cho anh ý. Set up xong thì em sẽ quay cho các bác cùng thưởng thức chiếc đâm của chiếc van số nhé, bác nhé, bộ dàn này nhé. Sau một thời gian em set up và chỉnh canh chỉnh cho anh. Bây giờ mời các bác cùng nghe một đoạn nhạc Zumba nhé. Dừng bước chân đầu ngõ, anh thanh nhã thơ vơ, không tiếng cười trẻ tôi lên đường tòng trinh. Giờ tôi nghiêm linh, đời tôi đã hướng kiếp phong trần rồi bạn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.